Nóng thiệt. Sao có muốn hưởng không khí nóng không? Không không, ý Đức cũng nói là Đức bị sốt rồi. Lộc Lộc qua đây coi Lộc. Tiếp khách đi Đức. Đức với Gia Gia thì còn lại gì nhau nữa. Đúng rồi. Nói chuyện thì cứ nhìn vô chứ làm gì nhìn chỗ ấy. Thôi em phải ra ngoài. Chúng ta phải dạt ra cho nó nhập vô giữa. Bữa ní anh rặn từ trên xuống dưới mà dây mà còn chịu nữa. Đúng ra là anh mang đôi dây rặn rồi. Anh thấy là vừa thiếu một cái gì đó. Cứ anh nhận một chút xíu sao một lừa vô cho nó chịu. Chúng tôi vừa phát hiện một điều là hai khách mời ngày hôm nay họ có vẻ rất là thanh lịch với tông màu trắng. Nhưng hãy nhìn xuống đôi giày của họ đi. Chiếu ai vừa hết. Hai đeo không hẹn mà cũng mặc đồ giống nhau. Thôi đi bà. Thôi đi bà. Thôi đi bà. Thôi đi bà. Bà điện thoại cho tôi, bà rủ. Bà điện thoại cho tôi, bà rủ. Bị cay. Ra những cái bí mật hậu trường ra em dễ quá. Có nhiều cái bí mật lắm sẽ được nói trong câu chuyện ngày hôm nay. Để biết chủ đề của chúng ta chính xác là gì thì xin mời tất cả các khách mời cùng quý vị khán giả hãy cùng đến với tình huống ngay sau đây. Gì vậy? Ngồi xuống. Để tôi làm cho. Trời đất ơi, làm hết hồn à. Ủa, nói nghe nè, để đó đi. Làm gì tự nhiên bữa nay qua đây phụ tôi làm việc nhà vậy hả? Phụ xong lát đưa 5 triệu nha. Vậy? 5 triệu. Ủa là qua đây phụ này 5 triệu hả? Không mượn. Xin lỗi, không có tiền. Bà, không có tiền ai có. Trời, ông mắc cười quá, đúng. Tiền tôi không thiếu nhưng mà nhiều là không có. Trời ơi, 5 triệu đó bà, số tiền nhỏ. Vậy? Số tiền nhỏ. Nè, có lộn người không? Hai chị em tôi lên trên đây nè, lập nghiệp rồi, đi làm hả, ăn uống cũng phải dành dụm hả, có mà cho mượn 5 triệu. Bà, cắt đi, bớt diễn đi. Ủa diễn cái gì, tôi đang nói sự thật mà. Chứ bà bây giờ là giàu có lắm. Gì? Giàu có lắm. Thôi, ai đồn vậy? Giàu mà giàu nứt dách luôn, giàu cái sớm này không ai giàu bằng luôn. Nói thì phải nói cho nó đúng, nói phải có sắc bách có chứng. À, bây giờ bà đòi bằng chứng đúng không? Đúng rồi, giàu đâu, có thấy giàu đâu. Đây, đây bằng chứng đây. Bằng chứng gì vậy? Rồi bà tự đọc đi. Nhỏ đó đang quen anh Thịnh đại gia, giàu dữ lắm. Bây giờ nó lên đời lắm rồi, giả bộ sống nghèo vậy thôi, chứ mà nó giàu lắm. Ê ê ê, nó nghe nè. Sao? Nhỏ đó là ai vậy? Ê, nó nghe. Ngốc làm diễn viên nha, có khiếu lắm luôn á. Khùng quá, diễn viên làm sao? Đọc tới như vậy rồi, vậy miệng chưa biết nhỏ đó ai luôn. Kết này không có gửi hình, coi là bây giờ giàu lắm rồi, giả bộ sống nghèo chứ không có thấy gửi hình nhỏ đó. Con nhỏ đang cầm máy tôi á. Con nhỏ là đang nói tôi hả? Ừ. Ủa cái gì tự nhiên gửi ở Thịnh nào? Cái tin nhắn này là tụi tôi nói về bà chứ ai. Mà nói thiệt đi, cái có phải bây giờ là bà cơ như là bà khổ quá rồi, bà khó khăn quá rồi, bà làm liều đúng không? Làm liều cái gì? Bà biết cái ông Thịnh đó là có gia đình rồi, bà vẫn đâm đầu chơi luôn đúng không? Cái gì? Bà muốn phá tan hạnh phúc gia đình người ta đúng không? Bà đến muốn liền thứ ba đúng không? Đến liền. Tôi không ngờ ông là đàn ông mà cũng ai vua theo cái hồi bà tám. Nè, mấy người làm ơn đừng có thị phi về tôi nghe chưa? Nghĩ sao duyên đi đồn tôi quen người này cặp người kia rồi, cái gì tự nhiên quen rồi đại gia làm sao? Thì ai biết đâu cho họ bà tám người ta bạn vậy, tôi bạn theo thôi. Rồi. Bây giờ ông dắt tôi qua hồi bà tám. Ba mặt một lời tôi phải nói cho ra lẽ cái chuyện này. Khoan cái gì, đi nhanh lên. Tôi không có để cho người ta hả bàn tán gì tôi như vậy đâu. Không có được, không có được. Chuyện không có được cái gì? Chuyện nào có ba mặt một lời được. Nè nè, ba mặt cái gì, mấy người nói về tôi sướng miệng quá. Bây giờ qua nè, tôi nghe thử coi ai đồn tôi. Tôi tính mang niềm vui đến cho bà, nhưng mà bây giờ bà không vui thì mình thôi, mình không vui thì mình dừng ở đây đi. Thôi tôi về vậy nha. Ê nè. Vậy đi nha. Ôi tức quá. Cái gì vậy Lan? Nãy giờ ý ới vậy, chị làm tôi không có xong với em luôn á. Chị hai. Gì vậy? Đang rảnh đúng không? Chuyện gì á? Đi với em, đi qua bên chỗ hội bà tám, làm rõ cho em cái chuyện này, chứ em chịu hết nổi rồi. Nữa là đúng không? Cái gì? Có người đồn cái gì nữa là đúng không? Đúng rồi đó chị. Đồn em là cặp người này người kia, hãy để ham môi tiền để kiếm tiền, chị coi có chịu nổi không? Thôi em không có làm thì thôi. Nếu mà em im lặng như vậy á, là đồng nghĩa với việc là em chấp nhận cái sự thật. Làm sao em im lặng được? Em muốn đi qua bỏ nói chuyện với người ta hả? Đúng rồi. Người ta không thích em nên người ta mới đồn như vậy. Bây giờ em đi qua bển, em có nói bằng trời người ta cũng không chịu tin em đâu. Ai cũng vậy hết trơn á, mỗi lần có chuyện thì phiêu cái là thôi kệ đi, đừng quan tâm mặc kệ đi. Nhưng mà hai trong lòng người ta rất là tức. Tức thì tức thiệt. Thì đó. Chứ không lẽ
thấy bây giờ nguyên cả xóm người ta đồn, rồi cái em dành cả cái tuổi thanh xuân của em đi gõ cửa từng người một, em nói tôi không có làm, tôi không có làm, kệ người ta đi, bỏ đi. Nếu mà nói như chị á, vậy khi mà em gặp thị phi á, em nên im lặng hay là em phải đi tranh luận? Câu chuyện cũng rất là nóng hổi và nó càng liên quan mật thiết đến những người hoạt động trong công việc nghệ thuật. Trước khi đến với những câu hỏi của chương trình thì xin hỏi các khách mời đang có mặt ở đây là nếu mà nói đến cụm từ thị phi thì ngay lập tức các khách mời sẽ nghĩ đến điều gì? Hai cái từ thị phi á, thì Lâm Nhật nghĩ đến là những cái câu chuyện trên trời rơi xuống. Dạ. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, Lâm Nhật đã từng gặp phải. Đã làm nghệ sĩ thì ai cũng sẽ có một lần dính tới thị phi. Và mỗi người sẽ chọn cho mình một cái cách đối phó khác nhau. Dạ. Trong cái vòng này á thì mình sẽ có 3 câu và hai đội hãy đưa ra những lập luận, những ý kiến cá nhân của mình. Và nếu như đội nào sở hữu chiếc huy hiệu siêu hùng biệt thì sẽ là đội chiến thắng và được quyền ra hình phạt với đội còn lại. Mà cái phần đó là rất là hấp dẫn luôn anh. Là Gia Chuyên Nhi phải cố gắng lên nha. Khoan. Trước khi trả lời là em muốn nói với anh Đức là em có để sẵn cái còi hút cho anh đó. Trời đất ơi. Khoan, anh thích màu xanh. Em cũng thích màu xanh. Cho đội nha em. Ủa sao vậy anh, liên quan gì? Nhưng mà em thích màu xanh luôn anh Đức à. Nhưng mà em có nhường cho cái người thanh xuân dày nhất ở đây không? Vậy anh có chịu nhận không? Coi gì đó mà không nhận. Thanh xuân dày vàng là nhiều kinh nghiệm. Đúng. Còn cả em là thanh xuân mầm mọc. Đổi thôi. Dạ em có nhường không? Nhường ạ. Rồi. Dạ. Có một cái phóng viên của một tờ báo lá cải nào mà đang ở đây nhiều khi đã có một cái tip. Tiếp gì vậy? Tiếp gì vậy? Ví dụ như là Lê Lộc và anh Đức cùng thổi chung một chiếc còi. Thổi chung một chiếc còi. Chỉ có những người nào mà phải có gì đó với nhau mới sử dụng những cái món đồ vật chung như vậy thôi đúng thì không? Đó. Mình sẽ quay trở lại với câu hỏi đầu tiên và mọi người hãy thổi còi để cho ông biết là đội nào sẽ là đội trả lời trước nhé. Khi gặp thị phi thì bạn sẽ chọn cách im lặng hay tranh luận hết? Dạ, xin mời anh Long Nhật. Lâm Nhật có một cái tiếng chị Lâm Nguyên như thế này. Luôn luôn ngoại ra cho Lâm Nhật sờ được với bởi vì cảm giác mà ông trời dạ như lúc đó mình nói cho rồi. Dạ như lúc đó mình giải thích cho rồi. Nên mỗi lần mà gặp những cái thị phi, những cái sụp trặc trong cuộc sống, những cái oán ức thì Lâm Nhật chọn giải pháp được ngoại ra. Thì khi mà mình giải thích một vấn đề nào đó thì của cuộc sống mình thôi thì mình không cần phải giải thích cho ai hết. Tại vì mình sống để cho mình mà. Như vậy là ở ngay tình huống đầu tiên này thì cả hai đội đang có cái quan điểm khác nhau. Một người chọn sự im lặng cũng rất là hợp lý, một người thì chọn cái giải pháp là nói ra cũng hoàn toàn đồng tình. Nhưng mà hãy cùng lắng nghe ý kiến của hai đội trưởng. Lộc, em nói trước đi. Theo suy nghĩ của em thôi thì khi mà người ta đã có ác ý về mình rồi thì họ chỉ muốn nghe những gì họ muốn thôi, thì mình cũng đừng nên giải thích mà mình chỉ nên im lặng. Tại vì em nghĩ rằng là em có nói thì người ta cũng sẽ tự nghĩ rằng là cái điều họ nghĩ mới là đúng. Dạ đúng rồi. Em đang nghiêng về phía của anh. Nhưng mà mình đừng có nói vội quá. Lúc mình chưa kịp đủ bình tĩnh và đủ cái suy nghĩ, mình phải nói ra, mình phải giải bày. Bản thân Lâm Nhật là một người có cha mẹ, có vợ con, có tất cả những mũi ràng buộc xung quanh. Thì cái sự giải thích đó nó rất là cần thiết. Và mình phải suy nghĩ thấu đáo cả đã. Nhưng mà trong một số trường hợp nhiều khi người trong cuộc mà lên tiếng á, họ càng nói thì lại càng đúng rồi. Thì đối với em thì em nghĩ là tùy vào cái nhận định của từng người. Khi mà mình nói ra mọi người có đồng tình với cái mình nói hay không. Họ không đồng tình thì mình có nói 100 lần, mình mới nói 1000 lần về cái sự giải thích của mình thì họ cũng ơ này nó chắc là nó sai nè, thì nó mới giải thích thôi. Những cái trường hợp á, người ta ác ý cỡ nào họ cũng nói được hết á. Cỡ nào cũng lặng, họ cũng em im lặng họ cũng nói được, mà em nói họ cũng nói được. Chỉ cần trên mạng xã hội thôi là đã có những thị phi rồi. Dù là bạn có tốt đẹp ra sao, bạn đáng yêu như thế nào, bạn vẫn có những người ghét bạn vô cớ. Đúng rồi. Họ có thể bình luận những câu rất là khiếm nhã. Và nếu như mình cứ tranh cãi với họ, thay vì mình làm một cái động thái đơn giản là block họ, xóa comment, nhưng chỉ cần mình tranh cãi là mọi chuyện nó sẽ không dừng lại. Thực ra em là người không có thích gây hấn với ai. Và nhận thấy rằng là có những lúc mình tức, mình khó chịu với một lời nói nào đó, mình cũng chọn cách mình nói ra. Nhưng mà cuối cùng họ cũng không có hiểu. Và khi mình im lặng thì họ nói đến một lúc nào đó thôi, họ cũng phải dừng lại. Còn nếu họ không dừng thì mình sẽ chọn cái giải pháp là xóa họ luôn.
để cho mình không còn khó chịu hay vương vấn về những cái chuyện đó nữa. Ở cái câu chuyện này để phải trả lời là nên im lặng hoàn toàn hay là đối diện một cách hoàn toàn thực sự rất là khó. Nó sẽ phải linh hoạt trong từng trường hợp. Thì xin phép Lê Lộc với lại Gia Gia Trương Nhi cho chị Ốc được đi sang khu vực bên này. Yeah. Lại vì chị nghĩ rằng là mình sẽ chọn cái giải pháp nói ra, nhưng mà nói như thế nào là rất là cẩn trọng, cũng như là phải lựa chọn cái thái độ nói. Bây giờ trước khi Ốc Thanh Vân trao cái huy hiệu khi bình luận này, Đức muốn bổ sung thêm một cái ý nhỏ nhỏ nữa thôi. Khi nói đến thị phi, mình đừng có nói chỉ là những người hoạt động showbiz không thôi. Thị phi có thể đến với tất cả mọi người. Để mình nói cho rất là nhiều khán giả ở các ngành nghề khác nhau có thể hiểu thêm một chút xíu. Những người bình thường á, đôi khi họ vướng phải thị phi, họ bị nói ra nói vào á, thì anh Đức khuyên là mình chọn cái cách nên nói ra. Nó như còn một cái kinh nghiệm như thế này, chắc em nghe anh Nhật nói nè, anh em mình thấy là cái ngoài đời nó không giống ở trên mạng. Đúng rồi. Và cái cuộc sống trên đó là một cuộc sống ảo, có những cái giai đoạn lắm những Đức hỗ trợ và phải nói là lên bờ xuống đường vì thị phi luôn á. Nhưng những cái người mà họ chưa bới, họ ném đá ném gạch mà đi có ngày mình tưởng tượng mình xây cả cái lấu đài gạch đá được luôn. Nhưng mà những người đó họ không có băng đĩa, những người đó họ không mua vé vào rạp xem Lâm Nhật hát buổi đêm. Lâm Nhật gặp khán giả ngoài sân bay, bà con bừng đập vợ bừng xin chữ ký bừng chụp ảnh, rồi mỗi đêm dịp vẫn đầy ắp khán giả và cuối giờ bà con vẫn thăm hỏi đồng viên rất là ân cần. Thế nên mình hiểu ra một điều rằng là những anh hùng bằng phím đó họ không nuôi sống mình, thì mình không có cái nhiệm vụ, mình không có cái mắc chi mà mình phải đi đối co về họ cho mệt. Mình phải đối họ và nói ra, mình phải sống chung với những cái người họ yêu thương mình, họ có trách nhiệm với mình, kể cả truyền thông, kể cả khán giả và kể cả những người thân. Cảm ơn anh Long Nhật về những lời chia sẻ vừa rồi của anh á, thật sự cũng làm cho em rất là xúc động, vì em biết là anh mà đã nhận lời đến đây mà lại về chủ đề này nữa thì chắc hẳn là nó cũng có liên quan một phần nào đó đến cuộc sống của anh. Nhưng mà những ngày tháng đó nó cũng đã qua rồi. Được, đã qua rồi. Dạ. Và Long Nhật mà mọi người vẫn biết là một người vô cùng nhiệt thành trong tất cả mọi công việc mà anh làm. Và cái sự tươi trẻ, cái sự thanh xuân của anh á, nó hiện rất là rõ trong những chương trình mà anh xuất hiện như thế này. Nên là bây giờ em mong rằng là sau cái ánh mắt long lanh vừa rồi là nụ cười rạng rỡ thì anh sẽ nhận được cái huy hiệu này. Yeah. Vào rồi.